nếu thẳng thắn mà nói thì việt nam của chúng ta thực sự là đang cất cánh và vẫn chưa mất cơ hội để hóa rồng việc hóa rồng hay là thành con hổ hay con rồng của châu á khu vực châu á và khu vực đông á thì việc mà lựa chọn những quyết sách những phương thức và bước đi trong phát triển trên cái cơ sở học tập kinh nghiệm thành công của mô hình đông á như lời tư vấn nhiệt thành của một số chuyên gia của đại học harvard rõ ràng là có ý nghĩa quyết định tuy nhiên thì những cái kinh nghiệm dù hay đến mấy cũng mới chỉ là những cái hành trang để chúng ta phát triển và có thể sẽ phải sử dụng một cách linh hoạt cho cái điều kiện kinh tế xã hội cũng như là cái điều kiện chính trị của việt nam để có thể tận dụng cái cơ hội à, dân số trẻ của chúng ta cũng như là tận dụng những cái nguồn động lực trong những cái biến cố của thế giới hiện nay để chúng ta có thể chuyển mình trở thành con rồng hay là con hổ theo cái cách gọi của người phương Tây. Thì chỉ riêng cái hành trang thực sự là mà chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm của những nước đi trước thì là chưa đủ có thể giúp à, tìm được tới những cái đích mà mà, 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 mà chúng ta việt nam chúng ta muốn hướng tới bởi vì chúng ta có thể hoàn toàn chứng minh thấy cho anh chị và các bạn thấy được rằng là với cái khoảng hơn 20 năm trở lại đây thì đông á với sự cái trồi dậy của hàn quốc của đài loan của hồng kông và đặc biệt là của singapore như người ta vẫn thường phân loại cái mô hình phát triển là chủ đề không xa lạ với cái giới lý luận và các cái nhà hoạt động chính trị xã hội cái sự xuất hiện của bốn con rồng châu Á được coi là điều kiện kỳ diệu trong cái thế kỷ 20 trên khắp các diễn đàn từ đông sang tây. Người ta đã nhiều lần mổ xẻ cái sự phát triển thần kỳ của các nền kinh tế này nhằm tìm ra cái bài học kinh nghiệm cho các nước đi sau. Và tấm gương công nghiệp hóa thần tốc của Đông Á cho tới nay vẫn là liều thuốc kích thích gây ra những cái ấn tượng mạnh và cho nhiều nước trong khu vực. Trong cái bối cảnh đó thì phần đông cái chính khách và các nhà hoạt động xã hội đặc biệt là những chiến lược gia về phát triển gần như ai cũng hối thúc các nước chậm phát triển rằng kinh nghiệm thành công ngoại ngục của bốn con rồng châu Á đặc biệt là Hàn Quốc Đài Loan là cần phải học và có thể học được nếu như các nước đi sau có ý ý chí và cái sự sáng suốt nhất định để hiểu được cái bài này để cái 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 câu chuyện này để có thể làm rõ được câu chuyện này và để có thể là một cái nguồn động lực cho Việt Nam trong thời gian tới thì chúng ta cũng nên dành thời gian các nhà hoạch định chính sách Việt Nam cũng nên dành thời gian để nghiên cứu sâu hơn những cái bài học kinh nghiệm thực sự mà theo một số cái bài báo, một cái số cái tham luận mà chúng tôi có nghiên cứu qua. Trước khi đi ra những đưa ra và nói chuyện với anh chị và các bạn về cái sự ấn tượng của bốn con rồng châu Á mà đã chứng minh được và đã làm được trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể điểm qua À, một vài cái điểm tin và vài cái trang báo và cũng là cái lời nhắc nhở đối với các cái cơ quan à, gọi là hoạch định chính sách trong cái câu chuyện là chúng ta không thể hóa rồng hay chúng ta cũng không thể là hóa thành hổ của châu Á bằng việc và và bằng những cái lời khen có cánh của các cái giới truyền thông trong nước và quốc tế. Minh chứng rõ nét cho cái câu chuyện này đó là ngày 11 tháng 1 Năm 2007, Việt, Việt Nam chúng ta đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Báo chí và các hãng thông tấn nước ngoài, thậm chí là các hãng thông tấn của Mỹ thì đã đưa ra những cái lời khen có cánh cho Việt Nam và đã đăng tải cái sự kiện này với một cái nhận định là nền kinh tế Việt Nam có thể cất cánh bay cao khi trở thành thành viên của WTO cũng như là đưa cho chúng ta một cái lời khen thực sự là 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 là, là khá là dễ dãi đó là Việt Nam sẽ sớm trở thành con rồng châu Á. Và đến ngày hôm nay thì anh chị và các bạn thấy được rằng là sau 10 năm kể từ năm 2007 đến nay thì con rồng châu Á có vẻ là đang phun đang bị đang bị khan họng chưa không phun được nữa mà có vẻ là đang đang đang, đang bị hắc xì hơi số mũi. và chúng ta cũng đang bắt đầu nghe thấy những câu chuyện tương tự đang được gieo rắc vào trong giới truyền thông Việt Nam cũng như là giới truyền thông quốc tế đang gieo rắc vào cái nền kinh tế hiện tại của Việt Nam. Chúng ta không phải là không có cơ hội để có thể nắm bắt nhưng chúng ta phải đi bằng chính nội lực của mình chứ chúng ta không thể và cũng không thể dùng các cái giải pháp bằng việc là nghe và chịu ảnh hưởng của những cái lời khen hay là những cái bài báo đăng tin gọi là vô thưởng vô phạt không có những cái chủ đích và những cái mong muốn tốt đẹp cho một cái nền gọi là kinh tế xã hội của Việt Nam chúng ta lấy cái bài học kinh nghiệm của 10 năm về trước để chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta gia nhập WTO thì nhiều trang báo lắm chúng tôi có điểm qua như thế này à, À, nào là báo của Tây Ban Nha à, có bài viết nhận định Việt Nam trở thành thành viên 150 của WTO không chỉ là một thành tiệu kinh tế mà còn là đỉnh cao trong quan hệ quốc tế của dân tộc 84 triệu dân này. Bài báo nêu rõ sau thời kỳ chiến tranh ác liệt phải hứng chịu những thiếu thốn về lương thực và bao vây kinh tế, Việt Nam hôm nay là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Với tốc độ tăng trưởng trên 7,5% trong vòng 5 năm trở lại đây là mức cao trong khu vực sau Trung Quốc và là xu hướng này còn tiếp tục có thể gia tăng tiếp theo và chúng ta sẽ sớm trở thành con rồng châu Á. Đó là trang báo của Tây Ban Nha. Báo mạng trực tuyến của Argentina thì cũng đưa ra những cái lời khen có cánh vào ngày 11 tháng 1 năm 2007 đưa rằng với tốc độ tăng trưởng trên 8% năm trong năm 2006, một trong những tốc độ cao nhất châu Á sau Trung Quốc. Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên 150 của WTO. Điều này càng làm tăng khả năng năm 2007 sẽ là năm của nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Con rồng châu Á, con hổ châu Á là điều chúng ta đang không tức là không khó Việt Nam có thể đạt được. Báo chí Thái Lan ngày 12 tháng 1 cũng nhận xét với sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức 150 của tổ chức thương mại WTO mở ra một quý nghiên mới về thương mại và đầu tư cho Việt Nam một trong những quốc gia tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu á đó là báo của thái lan điểm qua thì báo hãng ab của mỹ viết rằng 32 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Việt Nam lại có cơ hội khẳng định tên tuổi của nước mình bằng việc gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng trên 7%. Việt Nam đang ngày càng thu hút các cái dòng vốn đầu tư quốc tế và có thể chúng ta sẽ sớm nằm trong những cái nước gọi là thần thánh, những con rồng và con phượng của châu Á sắp diễn ra. Hãng CNN thì cũng nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại trên toàn cầu và được hưởng lợi công bằng hơn quyền lợi trong các cuộc tranh chấp thương mại. Đài BBC của Anh thì cũng đưa ra những cái nhận định tương tự Hàng, hàng loạt các cái báo của Nhật Bản ngày 12 tháng 1 năm 2007 Cũng đưa tin về việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên 150 Và đưa ra những cái lời gọi là chia sẻ nhận định gọi là lời khen có cánh luôn Thời báo Nhật Bản thì đưa tin rằng Sự kiện này báo hiệu sự nối lên của Việt Nam như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới Việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ mở cửa cho các hàng loạt các hoạt động đầu tư thương mại ngày càng gia tăng. Các ngành công nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường nước ngoài cũng như là 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 trọng tài trung lập để lắng nghe và giải quyết những tranh chấp có thể là sẽ là cái cầu nối cho thế giới. Và một cái báo nữa đó là báo của 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 một số nước trên thế giới nào là Asahi, nào là Nihon, Keirai rồi báo Akahata rồi hãng AFP rồi rất 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 nhiều thưa anh chị và các bạn là các cái gọi là tham tán thương mại cũng như là các cái 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 cái, cái đại diện các bộ ngoại giao của các nước trên thế giới cũng đưa ra những cái lời khen không tiếc cho Việt Nam trong năm 2007 vào ngày 11 đầu năm 2007 khi Việt Nam gia nhập WTO. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rồi đấy. Chúng ta quá chỉ là vội vàng cũng như là chúng ta không nhận định và đánh giá rõ nét những cái nguy hại của nền kinh tế thế giới cũng như là những vấn đề liên quan tới ngay sau đó một năm thôi bất ổn kinh tế thế giới của khủng hoảng kinh tế nhà đất của Mỹ đã đuổi là nhấn chìm toàn kinh tế của toàn cầu xuống và Việt Nam không thể đứng ngoài trong cái câu chuyện bất ổn kinh tế thế giới năm hôm nay là năm 2019 rất nhiều những vấn đề bài báo gần đây nhất của 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 Vietnamnet có bài Việt Nam có trở thành con hổ kinh tế mới uh, nêu ra một cũng một vài cái vấn đề tương tự như thế trong cái câu chuyện là tận dụng chiến tranh thương mại cũng như là À, là 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 tốc độ tăng trưởng của Việt Nam vẫn đứng ở cái vị trí cao hàng đầu thậm chí là bây giờ còn vượt qua cả Trung Quốc để có thể đứng đầu trong cái câu chuyện là 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 là, là, là duy trì tốc độ tăng trưởng và và trở thành quân hổ quân rồng của châu Á. Bài viết nội dung cụ thể như sau: Thế giới kỳ vọng quân hổ Việt Nam. Năm 1996, sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Việt Nam được gia nhập Asean năm trước đó cùng với sự chứng kiến nói chung là rất nhiều những cái bài viết tương tự đại loại và đã đưa ra những cái nhận định từ năm 2017 về cái câu chuyện là rồng hố phượng rồi nói chung là những cái lời khen không tiếc thương, không gọi là không tiếc lời, những cái thật gọi là thuật ngữ mà rất rất là có cánh để nói về kinh tế Việt Nam. Những cái 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 việc mà lời khen như vậy là những cái lời khen gọi là vô thưởng vô phạt và nó chưa chắc đã đem lại cái động lực thực tế cũng như là những cái đánh giá khách quan nhất về nền kinh tế xã hội việt nam cũng như là những cái thứ chúng ta cần phải phát huy và những thứ chúng ta cần phải xem xét đánh giá lại trong cái câu chuyện là thúc đẩy và hạn chế những vấn đề nào để thúc đẩy việt nam có thể chớp được cái thời cơ những cái biến cố của kinh tế thế giới để có thể vươn lên trong giai đoạn sắp tới thì cái bài học mà chúng ta học đầu tiên đó là bài học về cái sự trỗi dậy của Singapore, hành trình hóa rồng và bài học cho Việt Nam. Chúng ta cần phải học ngay. Từ một quốc gia còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đảo quốc Singapore đã lột xác thành một trong những trung tâm tài chính thương mại hàng đầu thế giới. Hai thứ chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, do họ nhỏ và số dân của họ là khoảng đâu đó trên dưới 5 triệu dân thôi. Nên họ biến ngay lập tức biến mình thành một đảo quốc của của tài chính một cái nơi mà gọi là hàng đầu về về thị trường tài chính để là nơi trung gian cho cái câu chuyện làm các cái công tác dịch vụ cho thì cho lĩnh vực tài chính Việt Nam của chúng ta mặc dù không phải là đảo quốc nhưng chúng ta có hơn gần 2.000 gọi là km bờ biển cũng như là cái nơi mà phát triển cái du lịch nghỉ dưỡng biển rất là tốt chúng ta hoàn toàn hội tụ thừa các yếu tố hơn cả Singapore trong cái câu chuyện phát triển một cái quốc gia hàng đầu về lĩnh vực tài chính và người Việt Nam đặc biệt có cái khả năng cái kỹ năng làm việc cũng như là kỹ năng phát triển về trí tuệ không hề thua kém bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới chúng ta hoàn toàn có thể thúc đẩy các lĩnh vực liên quan tới tài chính liên quan tới kiểm toán liên quan tới kế toán liên quan tới các dịch vụ tài chính gọi là làm các cái dịch vụ gọi là ao suộc là dịch vụ thuê ngoài kiểm toán được các doanh nghiệp lớn như amazon như apple như các thứ cho thế giới và chúng ta hoàn toàn có thể thuê cái gọi là cái lao động công nghệ và lao động trí thức của chúng ta sống tại việt nam làm những công việc đó hoàn toàn đủ và chúng ta lấy đó làm động lực gần như không bị ảnh hưởng tới bất kỳ các vấn đề liên quan tới lại là nào là công nghiệp công nghiệp hiện đại hóa liên quan tới ô nhiễm môi trường liên quan tới phá vỡ hệ sinh thái và chúng ta chỉ sử dụng cái nguồn nhân lực con người và chúng ta hội tụ đầy đủ cái yếu tố giỏi hơn người singapore đó là điều chúng ta cần phải làm trong vòng 20 năm sắp tới. Điều thứ hai mà chúng ta phải nói tới đó là thương mại hàng đầu thế giới. Thưa với anh chị và các bạn Việt Nam, 2000 km bờ biển chúng ta có tới gần 40 tới 50 con số chính xác chúng tôi không nhớ chính xác nhưng mà chúng ta có hàng chục các cái cảng biển trên toàn quốc và đặc biệt là những cảng nước sâu có thể không những phục vụ cho các công cái gọi là cái câu chuyện hàng hải quốc tế giống và tương tự như Singapore mà chúng ta hoàn toàn có những cái cảng nước sâu có thể phục vụ cho cả những cái vấn đề gọi là sửa chữa chú ẩn cho tàu ngầm gọi là những cái tàu gọi là siêu siêu nặng siêu siêu trường siêu trọng và những cái vấn đề mà thế giới có nhiều nơi không có những cái cảng nước sâu như Vân Phong như là cảng Cam Danh như một số các cái cảng lớn của chúng ta đáp ứng đầy đủ mà chúng ta không phát triển cái lĩnh vực đó, phát triển như Singapore để trở thành một cái cái đơn vị trung chuyển thương mại hàng đầu thế giới trong thập niên sắp tới. Khi mà à, một số cái bài toán được đặt ra rằng là chúng ta sẽ có một số cái kênh đào mới à, mà các cái cái con đường gọi là hàng hải quốc tế sẽ không đi vòng về về phía Singapore nữa. Đó là chúng ta cũng cần học hỏi. Nhưng trước khi để làm được điều đó thì chúng ta hãy điểm qua xem Singapore đã làm gì để có thể gọi là chuyển mình thành một cái 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 cái, cái quốc gia mà năm 1960 thì GDP của uh, gọi là thu nhập bình quân đầu người của Singapore thì nó cũng chỉ đâu đó chưa tới 700 đô la Mỹ trên một người mà ngày nay uh, sau khoảng tầm uh, từ năm 60 đến nay là nó khoảng tầm uh, Bao nhiêu anh chị và các bạn, 60 năm, sau 60 năm thì Singapore đã có thu nhập bình quân đầu người gần 60.000 đô trên một người trên một năm. Thì chúng ta thấy được rằng là 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 cái tốc độ phát triển và tốc độ tăng trưởng GDP của Singapore lên tới cả hàng trăm lần trong vòng gọi là, là 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 60 năm trở lại đây. Thì từ một quốc gia còn đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề khó khăn chứ không phải là không. Singapore là một trong những cái quốc gia mà có rất là nhiều những cái gọi là đa sắc tộc và rất nhiều những cái người trên thế giới đặc biệt là người Trung Quốc rồi rất nhiều những người khác tập trung ở Singapore Singapore đạt được cái thời kỳ lập quốc đến nay đáng đáng để cho Việt Nam học hỏi nhất là trong giai đoạn chúng ta đang nhìn lại 30 năm trong quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam hiện nay à, nếu tính riêng trong các nhóm quốc gia không có tài nguyên thì Singapore là quốc gia giàu có nhất thế giới với dân số chỉ 5 triệu người bình quân GDP tính trên đầu người của Singapore luôn nằm trong top 5 thế giới đến mức là hiện nay thì đến năm 2019 thì chúng ta thấy rằng là gọi sấp xỉ 60.000 đô cho một đầu người chỉ đứng sau hai quốc gia đó của Qatar và Luxembourg và đây là một trong những quốc gia gần như là không có tài nguyên Cũng giống như là tương tự như Nhật Bản Tương tự như là Hàn Quốc Đó là những cái quốc gia, những cái đảo quốc mà ít tài nguyên Nhìn lại bước đi của đảo quốc Singapore Thì chúng ta thấy là chìa khóa cho sự chuyển mình của Singapore Chính là việc quốc gia này đã tạo ra một cái trung tâm tài chính quy mô hàng đầu châu lục Cũng như thế thế giới 10% GDP của Singapore đến từ lĩnh vực tài chính Bởi lẽ người ta thức ở Singapore Khi thị trường tài chính các nước phương Tây gọi là tắt đèn đây là một trong những cái điểm mà người Singapore đã nhìn ra và đã làm, làm được và đã làm tốt trong gần 30 năm trở lại đây từ khi mà San Francisco tắt đèn đi ngủ cho tới Zurich của Thụy Sĩ thức dậy vào buổi sáng thì Singapore đã lấp đầy chỗ trống và cung cấp dịch vụ tài chính gần ngân hàng 24 trên 7 cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Sau khi lên nắm quyền năm 1960, cố thủ tướng Lương Quang, Lý Quang Diệu đã tập trung vào bồi đắp những yếu tố cơ bản về nền kinh tế, khuyến khích một điều chúng ta phải cần quan tâm ở trong một video gần đây, tháng ơi đã trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn, đó chính là câu chuyện người nghèo thì buộc phải tiết kiệm. Và chăm chỉ cần cù và thực hành tiết kiệm thì người người Singapore về bản chất 60 năm về trước, người Singapore cũng là được xếp vào những cái danh sách những nước nghèo và kém phát triển thì cái điều đầu tiên mà ông Lý Quang Diệu làm đó là khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đây là câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn bàn nhiều 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 trong hàng trăm thậm chí vài trăm video tiếp theo của tháng về câu chuyện là chúng ta được học cái nền kinh tế cũng như là lý thuyết kinh tế của mỹ về cái câu chuyện là kích thích tiêu dùng nhưng chúng ta phải nên nhớ rằng người giàu mới cần phải kích thích tiêu dùng người nghèo cần phải thực hành tiết kiệm và quốc gia cũng phải làm điều đó quốc gia cũng phải tiết kiệm đây là minh chứng rõ nét ở Singapore trong cái câu chuyện là những yếu tố cơ bản cần phải khuyến khích, đó là khuyến khích tiết kiệm và đầu tư. Bước đột phá trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Singapore đến năm 1968 khi mà uh, TechZap Instrument uh, uh, Instrument bắt đầu sản xuất chip bán dẫn ở Singapore và rất nhiều các cái doanh nghiệp khác cũng đến đến Singapore để để để, để sản xuất các cái công nghệ cao. Đến những năm 1980 thì Singapore đã trở thành một nước lớn trên thị trường xuất khẩu hàng điện tử. Đến năm 1997 thì có gần 200 công ty Mỹ đặt cơ sở ở đây với tổng vốn đầu tư lên tới 19 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những bước tiến cực kỳ lớn của Singapore. Về đối nội thì Singapore thực thi một số đường lối riêng riêng của mình với chế độ một lãnh đạo Và với những luật lệ thật sự là rất là nghiêm khắc luôn người ta gọi là luật đúng nhưng mà thi hành luật cũng phải đúng và ở Singapore thì làm được cái việc này họ phạt từ những điều nhỏ nhặt như xả rác ở công viên kéo nước nhà vệ sinh nhóm họp từ 5 người phải được xin phép họ đưa ra những cái biện pháp gọi là thiết quân luật và đưa ra những cái luật của họ cực kỳ nghiêm minh không có cái câu chuyện gọi là chạy trọt để mà lách luật sự nghiêm khắc này đã giúp đảo quốc sư tử trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên toàn thế giới chính sự an toàn cũng như thịnh vượng của đảo quốc đã thu hút dân cư tới từ nhiều quốc gia trên thế giới và rất nhiều trí thức trên thế giới đặc biệt là trí thức khu vực châu á đã tập trung làm việc tại singapore thế nhưng tăng trưởng dân số không làm cho singapore gặp rắc rối về kinh tế mà mang lại sự phát triển cho nhiều ngành nghề tại quốc gia này Bên cạnh đó thì tỷ lệ thất nghiệp tại đảo quốc sư tử này chỉ khoảng 2% thưa quý anh chị và các bạn. Ngoài ra xác định giáo dục là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Thủ tướng Lý Quang Diệu ban hành hàng loạt các chính sách về giáo dục trong đó có sử dụng tiếng Anh là bắt buộc trong tất cả các trường học. Một quyết định cực kỳ nhạy cảm tại một quốc gia đa gọi là đa dạng về sắc tộc như Singapore. Ông Lý Quang Diệu kiên định với cái chính sách của mình bởi nhận thức rõ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để kiếm tiền và giúp Singapore hội nhập quốc tế toàn cầu và một nền kinh tế đa dạng, nhạy cảm về kinh doanh. Cái mô hình giáo dục của Việt Nam đã thay đổi đã gọi là cải cách trong rất 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 nhiều năm trở lại đây nhưng một điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý là không phải là dễ để chúng ta có thể làm được giống như singapore tuy vậy thì cái việc mà thúc đẩy cải tiến và có thể là sao chép một cách máy móc những cái giáo trình đào tạo trên quốc tế ở, ở nước ngoài về để gọi là ứng dụng cho việt nam là điều rất rất cần thiết nó gọi là nhập khẩu giáo dục ở nước ngoài về là cần và làm ngay hai cái yếu tố thực sự rất rất quan trọng và chúng ta phải học hỏi đó là chính cái câu chuyện gọi là tiết kiệm và đầu tư cũng như là cải tiến giáo dục nguồn cái nhân lực gọi là chất lượng cao để có thể phục vụ những cái ngành nghề như là làm 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 làm, làm thay trong cái công nghệ gọi là làm lĩnh vực tài chính và đặc biệt chúng ta đã đã chứng minh với thế giới rằng chúng ta đang làm ao chuộc tức là chúng ta đang làm những cái gọi là gia công phần mềm cho những cái hãng những cái công nghệ lớn trên thế giới cho những cái 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 cái, cái doanh nghiệp ví dụ như Abbott ví dụ như là một số các cái doanh nghiệp của Nhật Bản của Mỹ và của Ấn Độ mà FPT đã và đang ký được trong thời gian vừa qua để minh chứng rằng là người Việt Nam đủ giỏi đủ tài để có thể làm được và tiếp tục phát huy lan rộng sang các cái lĩnh vực về 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 tài chính trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là các cái lĩnh vực là làm trung gian cho cái câu chuyện gọi là kiểm toán hoặc là cho cái câu chuyện gọi là làm báo cáo tài chính cho các cái doanh nghiệp lên sàn của các quốc gia trên thế giới. Điều này là điều có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam tư nhân họ đã làm rồi. Chẳng qua là hoạch định chính sách quốc gia có làm hay không và có thúc đẩy hay không, có mở rộng hay không, có thúc đẩy trong thời gian sắp tới hay không? Ngoài ra thì xác định giáo dục là điều kiện kinh quyết để phát triển thì thì thì, thì ông Lý Quang Diệu là đưa ra những cái vấn đề là dù còn khó nhưng những lời bình khác nhau về bên ngoài thế giới phải công nhận họ là xứ sở cho thực sự là là sạch đẹp. Chúng ta đến Singapore rồi thì chúng ta biết theo nghĩa thực đó là một môi trường sạch sẽ và xanh tươi, theo cái nghĩa rộng đó là một quốc gia văn minh, ký cương và mức độ tham nhũng xếp loại là thấp nhất trên toàn thế giới đây là một điểm mà chúng ta cũng phải học hỏi chúng ta gọi là trong suốt 2 năm trở lại đây thì uh, bí thư gọi là, uh, là bác trọng đã có những cái quyết sách những cái câu chuyện là gọi là chống và đốt cúi lò hừng hực để phòng chống tham nhũng nhưng mà chúng ta có tiến hành gọi là trong sạch bộ máy cũng như là thực hành cái câu chuyện là biến Việt Nam thành một trong top 10 những quốc gia gọi là ít tham nhũng nhất giống như Singapore hay không thì chỉ thôi chúng ta chỉ dừng lại video đây ở đây ở ba cái điểm chúng ta cần phải học hỏi thì chúng ta sẽ có một cái video khác ở phần 2 về những cái câu chuyện học hỏi những cái quốc gia khác như là Hồng Kông như là như là 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 Đài Loan, như là Hàn Quốc để chúng ta có thể thấy được rằng là bốn cái 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 hiện tượng của châu Á, bốn cái gọi là uh, bước đi thần kỳ của châu Á để chúng ta học hỏi và chúng ta cần phải học hỏi đào sâu đâu vào đó và chúng ta đưa ra những cái giải pháp gọi là linh hoạt cho cái nền kinh tế xã hội Việt Nam thì may ra thì trong khoảng 20 năm sắp tới Việt Nam chúng ta mới có thể tận dụng ngay và luôn các cái vấn đề gọi là ưu thế về thiên nhiên đường bờ biển dài một đất nước gọi là phát triển du lịch biển tực thực sự là rất rất tuyệt vời và tận dụng về cái nguồn nhân lực con người cũng không hề gọi là 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 kém đâu. Chúng ta có những cái nguồn nhân lực về con người rất rất là siêu đấy anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn có thời gian đánh giá về cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin và cái nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta À, trong một số cái lĩnh vực uh, hiện nay đang làm gia công và thậm chí là là đứng ra làm cái đầu tàu gọi là cái 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 cái, cái clip cho những cái, cái 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 dự án lớn trên thế giới là chúng ta sẽ thấy tự hào việt nam và hy vọng rằng là chúng ta tiếp tục cập nhật những cái tình hình cũng như anh chị và các bạn có những cái uh, gọi là cái mưu cao kế sâu hoặc là những cái tư vấn để thúc đẩy À, cái sự phát triển cũng như là đưa ra những cái đường hướng phát triển tốt hơn trong thời gian sắp tới cho kinh tế Việt Nam cho xã hội Việt Nam thì để vui lòng là bình luận ở phía dưới. Chúng ta làm được một phần nhỏ cũng như là một phần rất rất nhỏ nhưng dù là làm được cái gì đó đưa ra những cái gọi là góc nhìn, cái tầm nhìn cũng như là những cái góp ý tham luận cho cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian sắp tới giúp cho gọi là chính phủ cũng như là cái gọi là cơ quan hoạch định chính sách Yeah. nếu anh chị và các bạn không 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 tiện à, có thể đưa ra bình luận thì có thể gửi về mail câu lạc bộ tự doanh chứng khoán a gv com thì chúng tôi sẽ làm tập hợp à, gửi lên cái ban tư vấn của gọi là hoạch định chính sách của chính phủ để có thể giúp ích phần nào cho cái công cuộc phát triển à, đưa Việt Nam chúng ta có thể hóa rồng thực sự hóa rồng trong thời gian sắp tới chứ không phải là chỉ là những lời khen có cánh của các cái tổ chức à, báo đài quốc tế và chúng tôi cũng lưu ý rằng là Uh, làm được gì thì hãy cố gắng làm đừng đưa buông ra những cái lời chê trách hoặc là gọi là mỉa mai hay là tất cả những video chúng tôi không có mục đích là đưa ra để chúng ta cùng nhau mỉa mai một vấn đề gì đó chê trách hay là mỉa mai thì đứa con nít cũng làm được cái việc mà chúng ta muốn là chúng ta lan tỏa tri thức Chúng ta lan tỏa những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm Và chúng ta hãy gọi là sẻ chia đi Để cùng nhau góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp hơn Thân chào và hẹn gặp lại Quý anh chị em và các bạn Chúc quý anh chị em và các bạn có những uh, Gọi là những cái uh, Sức khỏe cũng như là đầu tư thành công trong thời gian sắp tới Thân chào và hẹn gặp lại